Chào mừng bạn đến với công ty cổ phần Vinapco. Ở tại đây, chúng tôi cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người, luôn tuân thủ luật pháp về an toàn vệ sinh lao động, môi trường tại Việt Nam và các nước có phạm vi hoạt động của Vinapco. Chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình theo nguyên tắc an toàn, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho tất cả nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà thầu và toàn thể cộng đồng. Để làm được việc đó, chúng tôi luôn cung cấp những trang thiết bị làm việc có quy định, biện pháp làm việc an toàn phù hợp để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, an ninh cho tất cả nhân viên Vinapco. Tất cả các cấp quản lý và điều hành Vinapco luôn gương mẫu, tuân thủ và hướng dẫn, giám sát, thực hiện an toàn, an ninh trong công ty, coi việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động là một chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc của cán bộ, công nhân viên Vinapco. Chúng tôi luôn đảm bảo tất cả các nhà thầu phụ, nhà cung ứng tuân thủ và thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động và môi trường của công ty. Bạn hãy theo dõi nội dung video sau đây, tuyệt đối tuân thủ theo những quy định và hướng dẫn của Vinapco để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 1. Sơ đồ trung tâm tiếp vận. 1. Cổng ra vào. 2. Cửa ra vào kho. 3. Khu vực chốt bảo vệ. 4. Khu vực văn phòng. 5. Khu vực để hàng hóa. 6. Khu vực chứa hàng trên rác. 7. Khu vực xe xuất nhập hàng. 8. Khu vực nhà vệ sinh. 9. Khu vực tập trung trong trường hợp khẩn cấp. Trong quá trình làm việc tại trung tâm, nếu có chuông báo động, hãy di chuyển bình tĩnh để đến nơi tập trung. 2. Quy định khi ra vào trung tâm tiếp vận. Tất cả mọi người ra vào trung tâm đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân cho bảo vệ kiểm tra và thực hiện theo hướng dẫn của bảo vệ. 3. Quy định về phương tiện bảo vệ cá nhân. Phương tiện bảo vệ cá nhân cơ bản khi vào Vinapco phải mang mặc bao gồm áo phản quang, giày bảo hộ, mũ nếu di chuyển trong kho gần khu vực racking. Đối với áo phản quang, các bạn lưu ý khi mang mặc phải cài khóa hoặc dán miếng dán của áo đầy đủ. Không phanh áo ra để tránh bị mắc vào các vật trên đường di chuyển gây vấp ngã. Đối với giày bảo hộ, các bạn lưu ý đi giày đúng quy cách, không giẫm gót giày, dây giày buộc chặt và gọn gàng để đôi bàn chân của bạn được bảo vệ tối đa và giúp bạn thuận lợi trong quá trình di chuyển. Hãy chọn cho mình đôi giày bảo hộ vừa chân. Lưu ý, đôi giày quá nhỏ hơn chân của bạn sẽ làm chân bạn bị tổn thương, còn đôi giày quá lớn có thể làm bạn vấp ngã khi di chuyển. Đối với một số công việc khác nhau, bạn sẽ được yêu cầu mang mặc hoặc được Vinapco trang bị một số phương tiện bảo vệ cá nhân như mũ, kính mắt, găng tay, dây an toàn. 4. Quy định an toàn khi di chuyển trong trung tâm tiếp vận. Di chuyển theo đúng làn đường quy định và với vận tốc quy định để đảm bảo việc di chuyển của bạn không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và bạn có thể xử lý được các tình huống bất ngờ trên đường di chuyển. Quy định an toàn khi di chuyển phía trong kho. Lưu ý, khi di chuyển phía trong kho, hãy chú ý quan sát và nhường đường cho xe nâng di chuyển. Hãy giao tiếp bằng mắt với người lái xe nâng để biết được vị trí tiếp theo lái xe di chuyển và chủ động dừng lại. Quy định an toàn di chuyển phía ngoài kho. Đối với các lái xe lưu ý, chỉ di chuyển với vận tốc tối đa 15 km/h và hãy dừng đỗ đúng nơi quy định. Luôn nhường đường cho người đi bộ và các phương tiện nhỏ hơn như xe nâng, xe đẩy, xe tải nhỏ trong quá trình di chuyển. Trong quá trình xuất nhập hàng, chú ý tuân thủ việc tắt máy, rút chìa khóa, kéo phanh tay, chèn lốp. 5. Quy định về những điều nghiêm cấm tại trung tâm tiếp vận. 1. Không quay phim, chụp ảnh. 2. Không hút thuốc ngoài khu vực quy định. 3. Không gây gổ đánh nhau. 4. Không xả rác bừa bãi. 5. Không sử dụng nước của hệ thống chữa cháy với mục đích không phải để chữa cháy. 6. Không mắc võng nằm dưới gầm xe. Luôn quan sát hệ thống biển báo xung quanh bạn và tuân thủ. Nếu điều gì bạn không rõ, hãy hỏi người quản lý kho trước khi thực hiện. 6. Hướng dẫn di chuyển khi có sự cố cháy nổ. Khi có sự cố, chuông báo động sẽ kêu lên. Lúc này, bạn hãy chú ý xung quanh và di chuyển theo hướng có biển chỉ dẫn, exit, để đi ra khu vực tập trung an toàn. Khi ra đến vị trí tập trung, lắng nghe theo sự hướng dẫn của người phụ trách tại đó và chỉ rời đi khi được thông báo. 7. Hướng dẫn xử lý khi có sự cố cháy nổ. Khi bạn phát hiện có sự cố cháy nổ, hãy thực hiện theo 4 bước sau đây.
Bước 1. Hô to, cháy, cháy, cháy. Hoặc bấm chuông báo động để mọi người cùng biết để di chuyển hoặc cùng bạn chữa cháy. Bước 2. Khúc cầu giao điện aptomat nơi xảy ra cháy. Bước 3. Dùng bình chữa cháy, cát và nước để dập tắt đám cháy. Bước 4. Gọi điện tới số 114, đội cảnh sát chuyên nghiệp nếu không thể dập tắt được đám cháy. Hỗ trợ thông tin khi cần thiết. Nếu bạn thắc mắc nào hoặc trong quá trình làm việc tại đây có thắc mắc gì, hãy vui lòng liên hệ với bảo vệ để được hỗ trợ hoặc được kết nối đến người phụ trách để hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên. Rất mong các bạn sẽ chấp hành tốt các quy định của Vinapco để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.